Khổ qua thì mềm, còn thịt này dai dai. Khổ qua ít đắng, nước súp thì trong, hầm nhanh mềm nữa. Ăn với lại cơm nóng. Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình khuyên chia sẻ cách nhồi khổ qua, làm sao cho khổ qua nó vẫn giữ được màu xanh, đồng thời là bớt đắng. Canh khổ qua thì phải đắng, nếu mà nó không đắng rồi thì không ngon. Do đó chỉ làm cho bớt đắng thôi, làm cho khổ qua xanh. Nếu như có điều kiện thì mình sẽ lựa cái gai nở, tức là càng nhiều cái gai lớn này nè, nở căng ra đó, ít cái gai nhỏ thì khổ qua nó không bị đắng. Mình sẽ lựa khổ qua trái tương đối già, lúc đó cái gai nó nở, cũng như là người ta gọi là khổ qua gốc đó. Cái khổ qua nó nhỏ nhỏ ngắn ngắn vậy thôi, nó ngắn chút xíu vậy nè, nhưng mà nó hơi bầu tròn chứ không có dài vậy. Dài vậy là nó không có ngon bằng cái khổ qua bầu tròn đó. Cũng như là Tết á, thường thường khi mà múc lên, dọn lên dĩa cúng ông bà thì mình sẽ múc mỗi thứ một ít khổ qua gốc, là cái khổ qua khi mà người ta trồng nó ra đầu tiên luôn đó. Thì lúc đó cái da nè, căng, cái gai nó nở căng ra. Đừng già quá là nó sẽ dễ bị chín, ăn cũng không ngon nữa. Nhưng mà ở đây thì có cái gì mình mua cái đó, bởi vì người ta cho một cái bao vậy nè, mỗi ký khổ qua là 11 đồng euro đó, và vừa nhồi với lại cá thắt lát. Và thịt thì nên mua chọn cái thịt có nạc có mỡ, tức là thịt nạc vai hoặc là thịt ba rọi. Lưu ý là có nạc có mỡ mới ngon, không thôi nó dễ bị khô. Rồi cái mà làm cho khổ qua nó bớt đắng nữa, đặc biệt đó là ớt. Để nấu canh khổ qua ngon, trước tiên mình cần có nước xương hầm. Thật ra ngày xưa thì ở nhà mình má không có nấu xương đâu, nhưng mà ở bên này xương rẻ quá, thành thử mình nấu thêm cho nó ngọt nước đó. 1,5 kg xương, sau khi mình chặt nhỏ ra rồi rửa bằng nước sôi cho thật sạch. Lúc này nhìn thấy nó tái màu đi. Hôm trước mình cũng đã có chia sẻ cái cách nấu nước xương rồi. Anh chị em và các bạn sẽ cho xương vô. Và thật ra cái món này không cần nhiều như vậy đâu, nhưng mà mình nấu cái này là nấu nước xương nhiều để mình nấu các món ăn khác nữa. Cho xương vô, sao cho tối đa ngập là 2 phần 3 nồi, đúng như mức quy định cho phép, đừng cho hơn. Chỗ này có chữ max thì không được vượt qua cái mức này. 20g đường, đây là đường phèn. Trong đây là có khoảng 3 lít nước. Một muỗng canh, muỗng canh hơi vuông vuông muối biển, tức là muối hột, nếu mình cho muối khác thì bớt lại. Một củ hành tím cắt đôi, ở đây là xi lin, lúc nấu thì mình để về xi lin. Và để nấu súp thì bấm vô súp, bấm dấu cộng thì tăng thời gian, bấm dấu trừ là hạ thời gian. Rồi sau đó để ở đây, nồi sẽ nấu. Nếu mình làm thịt không á, cho nấm mèo, cho bún tàu, cho trứng để nó kết dính lại. Hôm nay mình làm chả cá với đầy thịt, thành thử ra mình không cho bún tàu cũng như là không cho nấm mèo. Thịt nên lạng bỏ da, cắt nhỏ, sau đó xay thành thịt xay. Để nhồi 4 trái khổ qua, mình cần có 300g thịt, một muỗng cà phê nước mắm ngon, nước mắm 40 độ đạm, một muỗng cà phê vuông đường, một muỗng cà phê vuông bột nêm gà chicken powder, hai góc hành lá, tiêu giả dập, 1/4 muỗng cà phê tiêu giả dập. Sau đó thì xay nhuyễn hoặc bằm nhuyễn cũng được, nếu có máy xay thì mình xay cho nhanh. Nếu như mà mình thích nhồi với lại giò sống, cho giò sống vô thay vì chả cá. Thịt sau khi xay xong nó như vậy. Chả cá hôm trước mình khuyên có chia sẻ cách làm với máy xay cũng như là máy quết. Anh chị em và các bạn có thể làm chả cá thắt lát cũng được. 200g nữa, tổng cộng vừa thịt vừa cá là nửa ký. Mình nhồi chung lại với nhau. Cắt nhuyễn chút xíu ngò. Trong trường hợp mình không có cái chả cá đã nêm gia vị thì gia vị mình sẽ nêm thêm mặn lên chút xíu, thêm một nửa cái lượng lúc nãy nữa, thêm một nửa cái lượng lúc nãy mà mình cho vô thịt đó. Và cho một chút xíu ớt xay hoặc ớt bằm, sau đó nhồi chung lại với nhau. Chả cá càng nhồi nó càng dẻo, do đó anh chị em và các bạn sẽ nhồi khoảng 2-3 phút.
Giống như hôm trước mình Phiên chia sẻ cách làm chả cá thác lát không cần máy xay đó, cũng như là không cần quết, mình nhồi tay không thôi, tức là để trên bàn rồi nhồi như vậy nè. Sau đó mình sẽ cho vào trong tủ đông cho nó lạnh trong lúc mình đi làm khổ qua. Cân được là 730g. Sau đó mình rửa sạch sẽ và bỏ cái ruột đi, thì có thể là mình chẻ chính giữa ở đây, hoặc là mình chẻ cái đầu này, chẻ vô một sâu một chút xíu rồi móc bỏ cái ruột ra. Cái muỗng cà phê mình luồn vô, luồn vậy, cạo lấy ra, và trong đây nó có cái trắng trắng mình cũng cạo ra luôn để chút xíu sau nó đỡ đắng. Cái khổ qua này hồi xưa con mình cũng như là ông xã mình không có biết ăn đâu, nhưng mà từ lúc mà mình làm xong rồi đó thì ở nhà ai cũng thích hết trơn á. Cũng có thể làm theo cái cách đó là luộc trước cái khổ qua để cho nó mềm ra, thì lúc sau mình chẻ ra lấy hột dễ hơn. Đó là cái cách mà ngày xưa mình thấy má làm. Đây là nước ấm, mình cho khoảng 50g đường, 10g muối, 1 lít rưỡi nước mình cho đường với muối. Sau đó mình cho vô nồi nấu lên và luộc khổ qua. Chờ sôi lại, mình sẽ cho khổ qua vô luộc. Áp dụng để nấu cho xanh. Anh chị em mình có thể chia sẻ video của mình khuyên cho nhiều người coi hơn. Sau đó mình luộc trong vòng khoảng 5 phút. Và lúc luộc cũng lấy cái này tách ra, cho cái nước nó vào bên trong luôn. Nó sẽ khử cái vị đắng, đồng thời là làm cho khổ qua xanh lâu. Và luộc mở nắp. Sau khi để ráo nước, thịt bây giờ nó cũng hơi cứng cứng lại. Nhồi vừa phải, bởi vì chút xíu sau nó còn nở ra nữa. Bước này chắc là ai cũng biết rồi. Lấy cái muỗng ém chặt, thế mình lấy tay mình bóp trở lại, còn dư bao nhiêu thì gợt bỏ đi. Cách làm của má ngày xưa, tức là cái tay của mình á, mình lấy một cái ngón tay mình chấm vô trong nước mắm rồi bôi lên như vậy. Cách này hình như theo mình nghĩ, hồi xưa mình không có hỏi má, nhưng mà theo mình nghĩ là làm như vậy thì cái gia vị nó sẽ không có bị nhạt đi. Trái này mình chẻ ra nhiều quá, thành thử ra nó xấu nè. Do đó khi mà chẻ khổ qua thì chỉ chẻ chừa lại hai cái gốc ở đây. Nếu như mình có cọng hành thì trộn trong nước sôi, cột lại cũng được. Hoặc không có thì mình lấy cái tăm nè, mình xiên từ bên đây ra, để cho lúc xíu sau nó không có bị bung ra, cũng như là đồng thời là nó không có rớt cái nhơ. Xiên hai cái đầu. Sau khi nấu xong chút mình rút ra. Sau khi hiện lên L049 thì xả van. Nếu có thời gian thì để cho nó tự xả xuống cũng được, nhưng mà mình gấp thành thử ra mình phải xả, che lại và xả từ từ. Nước súp trong vắt luôn. Khi mình nấu bằng cái nồi này không cần vớt bọt, nó cũng trong nữa. Và thịt nó không có bị rụt rã ra, mặc dù mình nấu lâu. Mình lấy khoảng 1 lít rưỡi. Do cái này nó cũng nóng rồi, thành thử ra mình cho khổ qua vô luôn. Cũng có thể sử dụng chicken broth. Nếu trái khổ qua nhỏ thì cái lượng nước nấu sẽ ít đi. Hoặc là nước dừa tươi cũng được luôn. Mười gram đường phèn, một hoặc là hai trái ức hiểm, 1/2 muỗng cà phê muối. Sau đó hạ lửa trung bình để cho sôi nhẹ, đậy hé nắp nồi như vậy, hoặc là mở nắp cũng được, hầm cho đến khi mềm. Sau khi được 20 phút, chín được rồi. Và thịt dư lúc nãy, bo viên mình cho vô luôn.
nấu thêm từ 5 cho đến 7 phút. Lúc này mình nấu mở nắp để cho khổ qua nó xanh. Và ở đây mình nhìn thấy ba trái màu xanh, còn một trái màu vàng. Cái trái màu vàng này là cái trái mà bị chín á. Thành thử khi mà mua khổ qua, anh chị em và các bạn nhớ đừng lựa trái chín. Khổ qua hầm sẽ không nêm nước mắm, bởi vì khi mình nêm cái nước mắm là nó sẽ bị chua. Mình chỉ nêm vào đây một muỗng cà phê bột nêm gà, chicken powder. Bột nêm sẽ nêm cuối cùng cho cái nước nó không có bị đục. Và do đó thì nấu thêm khoảng 1 phút nữa là nồi khổ qua của mình đã xong. Bây giờ thì có thể lấy cái tâm ra được rồi. Khổ qua chín mềm luôn, mình sẽ múc ra và cùng ăn cơm. Mình cho hành ngò vô luôn, bởi vì hôm nay mình hầm xong là ăn luôn. Ngon quá chừng luôn đó, nóng hổi. Khổ qua thì mềm, còn thịt này dai dai. Chúc cô bác anh chị em và các bạn Tết này có món khổ qua hầm thiệt ngon cho gia đình. Khổ qua ít đắng, nước dùng, nước súp thì trong, hầm nhanh mềm nữa. Ăn với lại cơm nóng, cho chút xíu tiêu và chấm nước mắm không pha, nước mắm ớt cay thiệt là cay.